Chào mừng các bạn quay trở lại với khóa học và bài tiếp theo chúng ta tìm hiểu đó là tạo một profile trên mạng xã hội LinkedIn. Và như các bạn đã biết, ngày nay chúng ta có rất nhiều mạng xã hội như là Facebook, rồi MySpace, Instagram, Zalo, rồi cuối cùng là LinkedIn. Chúng ta có rất là nhiều mạng xã hội. Và tại sao tôi lại giới thiệu mạng xã hội LinkedIn ở đây? LinkedIn chính là mạng xã hội chuyên nghiệp, thiên về nghề nghiệp. Và ngày nay mạng xã hội LinkedIn được rất là nhiều nhà tuyển dụng họ đăng thông tin, họ sử dụng trên đó như là một kênh tuyển dụng chính thức. Và LinkedIn chính là cơ hội, cũng là điều kiện bạn nên sử dụng để nhà tuyển dụng có thể tiếp cận bạn. Và LinkedIn cũng là một trang tuyển dụng cũng như là một cơ hội để đưa bạn đến với nhà tuyển dụng. Và một ngày đẹp trời, nếu như bạn đi phỏng vấn và nhà tuyển dụng hỏi bạn: bạn đã có tài khoản trên LinkedIn chưa? Và nếu như bạn trả lời là không thì chắc chắn có thể bạn sẽ bị mất điểm. Thay vì bạn sẽ có một tài khoản, nếu như bạn có tài khoản trên đó thể hiện rằng bạn là một người ham học hỏi và bạn là một người cập nhật. Và câu hỏi tiếp theo là mạng xã hội LinkedIn giúp gì cho bạn? Mạng xã hội LinkedIn chính là một cơ hội để bạn bán mình trên Internet. Và như các bạn biết thì đây chính là thời đại công nghệ thông tin, mà việc bán mình trên Internet là một điều rất là đáng làm, đúng không ạ? Mạng xã hội LinkedIn chính là một mạng xã hội chuyên nghiệp giúp bạn thể hiện những thông tin về kinh nghiệm, về khả năng cũng như kỹ năng mà bạn đã có trong qua những cái công ty mà bạn đã làm. Và bên cạnh đó, mạng xã hội LinkedIn cũng cho phép bạn tiếp cận được nhiều nguồn từ các nhà tuyển dụng, từ trong nước cho tới nước ngoài. Và như các bạn đã biết, ở trong nước Việt Nam chúng ta có rất nhiều công ty, những tập đoàn lớn đã sử dụng mạng xã hội. Ví dụ như là Vinamilk, FPT, rồi tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, hoặc là những công ty FDI nước ngoài như là ngân hàng Citibank, ngân hàng HSBC, Vietcombank, Viettinbank, họ đều sử dụng mạng xã hội như là một kênh tuyển dụng chính thức. Qua đó, các bạn cũng thể hiện được những thành tích cũng như những kỹ năng học vấn, như dự án và kinh nghiệm mà bạn đã làm cho nhà tuyển dụng thấy. Và ngày nay hơn 200 triệu người dùng LinkedIn như là một kênh để quảng bá bản thân mình cho nhà tuyển dụng. Và những kênh tuyển dụng đó sẽ cho bạn tiếp cận được nhiều nhà tuyển dụng hoặc những tập đoàn công ty lớn. Và điều gì để tạo nên một profile chuyên nghiệp trên LinkedIn? Chúng ta hãy bắt đầu tạo một profile LinkedIn với những thông tin về cá nhân chúng ta và tạo một bức ảnh chuyên nghiệp. Chúng ta hãy làm nổi bật những tiêu đề, ví dụ chúng ta làm vị trí chuyên về phần mềm, hay là chúng ta để là software engineering, hoặc là chúng ta đã từng là senior software Java developer. Chúng ta hãy để những thông tin tiêu đề nổi bật đó để nhà tuyển dụng nhìn vào biết bạn đang làm công việc gì. Và bên cạnh đó, chúng ta hãy điền phần summary từ 5 tới 6 những thành tựu chính để làm nổi bật profile chúng ta trên LinkedIn, được chưa? Chúng ta hãy sử dụng cái tính năng recommendation để cho những người khác hoặc là những đồng nghiệp chúng ta chứng thực bạn đã có kinh nghiệm đó, bạn đã có kỹ năng đó. Điều gì tạo nên một profile chuyên nghiệp để nhà tuyển dụng luôn luôn tìm kiếm bạn trên mạng xã hội LinkedIn? Đó là chúng ta cần đáp ứng những yêu cầu sau. Thứ nhất là chúng ta hãy hoàn thành một profile trên LinkedIn 100%. Nhớ là các bạn hãy hoàn thành từ thông tin cá nhân, rồi tiêu đề, và chúng ta hãy kể những cái thành tựu cũng như những công việc, kinh nghiệm mà chúng ta đã có. Và phần tiếp theo đó là chúng ta hãy kể một phần nền tảng cũng như là những cái kỹ năng học vấn mà chúng ta có được. Và đó là tất cả những thông tin mà chúng ta cần tạo nên một cái profile chuyên biệt cũng như một profile chuyên nghiệp trên LinkedIn. Hãy dành ra 15 phút để tạo một profile của bản thân mình trên LinkedIn và bắt đầu. Và tới đây các bạn đã tạo nên một profile chuyên nghiệp chưa? Tôi nghĩ là các bạn đã tạo được một profile chuyên nghiệp rồi, đúng không ạ? Và đây chính là một profile của bản thân tôi trên mạng xã hội LinkedIn. Và các bạn có thể thấy đây là phần đầu tiên, chính là tên của tôi cũng như những cái chức kinh nghiệm làm việc của tôi cũng kể ra từng từ y hệt như một CV chúng ta viết trên file Microsoft Word là PDF. Các bạn nhớ
Mạng xã hội LinkedIn chính là một phiên bản thứ hai để tạo một cái CV cũng như profile chuyên nghiệp của bạn. Và các bạn hãy dành thời gian chăm sóc như tỉ mỉ, viết cẩn thận cũng như những câu cú để tạo nên một profile chuyên nghiệp. Khi nhà tuyển dụng đọc vô, họ sẽ thấy được những khả năng, những năng lực của bạn. Qua đây, mời các bạn tìm hiểu bài tiếp theo.